Chào mừng chú em đến với mảnh đất tử thần của anh. Ừ, có chuyện gì thế ạ? À? Em có quen biết gì các anh chị đâu ạ? À? Các anh chị muốn gì ạ? À? Muốn gì à? Muốn cho mày một trận như tử. Ơ, sao lại đánh em ạ? À? Em có gây thù chuốc oán gì với anh chị đâu. Em có làm gì xấu đâu. Mày xấu. Thôi, hãy được cho em một ca. Tóm lại, tao ghét mày. Sao anh lại ghét em ạ? À? Em với anh có quen biết gì đâu ạ? À? Thích thì ghét. Lên, đánh cho nó một trận như tử. Ôi, bằng này người đánh một người á? À? Thôi được, quân tử chỉ nên hai người một lượt. Lên. Em xin lỗi đại ca. Em xin lỗi đại ca. Con này con gì? Bi can nong. Ok không? Ok. Yeah. Đại ca, thằng này có tật thấy máu là ngất.
đền hết cho tao. Đền, đền. Thôi nha, không đánh nữa. Các anh mở cửa đi. Thằng kia, quay lại. Mày dám phụ tình tiểu thư nhà tao à?